Hello, xin chào mừng mọi người quay trở lại kênh video của siêu thị ô tô Thủ Đức. Hôm nay bên showroom em Hưng về được 3 con xe. Trong video clip này em Hưng sẽ luôn review luôn 3 con xe cho quý vị cùng xem nha. Thì đây là chiếc xe Mitsubishi Outlander phiên bản là Premium 2.0, sản xuất 2020 nha quý anh chị, màu đen. Con này là bản đầy đủ option luôn quý anh chị nha, mẫu mới. Và chiếc xe đắp ráp tại Việt Nam, odo của xe này được 5 vạn km quý anh chị. Và hơn đi một vòng quý anh chị cùng xem chiếc xe nha. Mitsubishi Outlander là một trong những dòng xe 7 chỗ cũng khá là thân thiện quý anh chị, động cơ 2.0 khá là tiết kiệm nhiên liệu nha. Và đặc biệt là chiếc xe này á, là phiên bản này được trang bị rất là nhiều option quý anh chị. Ví dụ như là có camera 360 nè, phanh tay điện tử nè, sấy ghế làm mát ghế nha. Những cái option phải gọi là của nhà, những dòng xe cao cấp hơn nhưng mà được trang bị trên con xe này. Đấy, có cúp điện quý anh chị ha, đầy đủ luôn, camera lùi, cảm biến lùi, đèn thì đèn pin led đôi nha quý anh chị. Đấy, la răng khá là to, la răng xoáy rất là đẹp quý anh chị. Kích thước của cái la răng này là 18 inch nha. Xe được trang bị là nội thất da zin theo xe nha, zin da zin theo xe. Cái con Outlander này là một trong những dòng xe gọi là 5 cộng 2 quý anh chị nha, nhưng mà hai ghế sau nó ngồi cũng khá là rộng rãi thoải mái. Xe này lót sàn 5D rồi, xe vừa về luôn, có cửa sổ trời nha. Phanh tay điện tử này. Đấy. Thì trước khi giao xe với anh chị thì bên em Hưng sẽ tặng quý anh chị một gói spa. Gói spa xe nha. Trị giá 5 triệu đồng là sẽ là đánh bóng toàn bộ xe nè. Dọn gầm, dọn máy. Bảo dưỡng trước giao xe. Đấy ha, khoan máy, vệ sinh nội thất luôn. Đấy, giao quý anh chị một chiếc xe mới. Chiếc xe này bên em Hưng đang chào bán một giá rất cạnh tranh nha, 755 triệu nha quý anh chị, 755 triệu. Anh chị nào quan tâm dòng xe này thì liên hệ em Hưng nha. Đấy, em Hưng sẽ hỗ trợ nha, có hỗ trợ tư vấn về ngân hàng cho quý anh chị luôn. Và xe có cam kết về chất lượng như cứng đụng ngập nước, giống như những con xe khác nha. Ok, tiếp theo là con xe, hai con xe phía trước đây. Ok, và tiếp theo đây là chiếc xe Hyundai Elantra 1.6 Turbo. Xe thì bên đội truyền thông của công ty vừa quay xong anh chị nha, màu trắng, odo 4 vạn km. Con này là bản cao cấp nhất nha của Elantra, sản xuất đời 2020 của anh chị. Đấy, chiếc này 1.6 Turbo của anh chị, con này sản sinh công suất đến 200 ngựa nha, mạnh hơn cả Honda Civic luôn. Elantra Sport 1.6 Turbo. Đấy, em hơn đi một vòng có gì xem chiếc xe nha. Xe cũng vừa về luôn anh chị nha, còn rất là dơ nè. Đấy, vì mình sẽ vệ sinh lại nha, chỉ tặng quý anh chị một gói dọn xe, giao anh chị một chiếc xe như xe mới vậy nha. Rồi, nội thất này của anh chị ha, nội thất là da zin theo xe của anh chị nha, xe nó còn hơi dơ thì đấy. Trước khi giao xe cho anh chị, bên Hưng sẽ dọn xe cho quý anh chị nha, dọn xe tặng quý anh chị gói dọn spa, giao quý anh chị chiếc xe ít nhất là phải 95% so với xe mới. Thì vẫn cam kết cho quý anh chị, quan trọng nhất á, là một chiếc xe là phần nội lực của nó, quý vị là bên em cam kết cho quên chất lượng là xe không cứng đụng, không ngập nước nha. Máy móc hộp số là nguyên zin và có chế độ bảo hành của công ty luôn. Đây, cần số của anh chị, em vô lăng. Vô lăng thiết kế kiểu decoupe nha. Đấy. Có sấy ghế nè, chỉ có bản Turbo mới có thôi. Cửa sổ trời nha. Rồi, cái xe này thì bên em Hưng đang chào bán với giá là 579 triệu nha quý anh chị, giá rất là mềm, 579 triệu. Xe thì có bảo hành cho quý anh chị là 6 tháng 10.000 km, động cơ và hộp số nha. Đây, bộ đèn chiếu sáng bi rất là đẹp luôn. Ok. Rồi, còn một chiếc xe Kia Sedona nữa, của em nó mới chạy đi rồi. Chờ xíu em quay lại cho anh chị nha. Ok. Xe đã về rồi. Đây, chiếc Kia Sedona phiên bản là full xăng, sản xuất 2016 nha, màu xanh đen rất là đẹp của anh chị và biển thành phố luôn. Và đặc biệt chiếc xe này nó mới chạy được có 76 78.000 km thôi anh chị, rất là mới nha. Đấy, lên xíu. Ok, sẵn mình quay luôn này. Đấy, chiếc xe của anh chị màu xanh rất là đẹp nha. Kia Sedona là một trong những dòng xe MVP rất là nhiều anh chị ưa chuộng nha, đặc biệt là cái con bản phiên bản máy xăng này của anh chị. Nếu như nó chạy ngon thì nó rất là ngon nha, nhưng mà nó rất giá ghê hơn máy dầu. Thời điểm nó lăn bánh là sẽ đắt hơn máy dầu khoảng là 200 triệu quý anh chị. Nhưng mà hiện tại giá của nó so với con máy dầu cùng đời thì rẻ hơn 100 triệu nha.
Chiếc xe này giá đang chào bán chỉ có hơn 600 triệu thôi nha, thì nó cũng một mức giá rất là bình thường, nhưng mà quan trọng là chỗ này của anh chị. Xe cũ không phải là 10 chiếc giống như 10 chiếc giống nhau quý vị, do chiếc xe nha. Chiếc xe này chạy được 78.000 km thôi. Và ghế nó này quý anh chị, ghế da zin theo xe nha, không khác gì ghế xe đời 2020 cả anh chị. Cửa sổ trời đầy đủ nha. Xe này mọi chức năng hoạt động bình thường. Loa Infinity. Đấy. Rồi. Cần số nè quý anh chị. Zin theo xe nha. Hai cửa lùa, cúp điện đầy đủ, option hết. Và xe dĩ nhiên bên em Hưng cũng có chế độ cam kết cho quý anh chị là xe không cứng đụng, không ngập nước nha. Máy móc hộp số nguyên zin. Đấy, xe thì đầy đủ option cảm biến trước, cảm biến sau, cảm biến điểm mù đầy đủ hết nha anh chị. Và anh chị nào quan tâm dòng xe này liên hệ em Hưng. Giá đang chào bán là 615 triệu và có hỗ trợ trả góp qua ngân hàng được khoảng là 3 năm hoặc 4 năm gì đấy. Anh chị nào quan tâm thì liên hệ em Hưng nha. Và xe bảo hành động cơ số cho quý anh chị là 3 tháng hoặc là 5.000 km. Ok, xin cảm ơn và hẹn lại quý anh chị những video khác nhé.